Thân xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm mua bán xe ô tô cũ, có kiểm tra chất lượng, có bảo hành chính hãng và có hỗ trợ vay ngân hàng nha. Thì hôm nay Thắng sẽ mang đến cho quý anh chị chiếc xe thuộc dòng bán tải, lâu lắm rồi thì bên Thắng mới về những chiếc xe như thế này. Sau lưng Thắng đây là bán tải Hilux sản xuất 2021 nha quý anh chị. Thì mời quý anh chị cùng Thắng đi cận cảnh chiếc xe để xem cái xe nó thực tế như thế nào và cả giá bán nó là bao nhiêu. Nếu như quan tâm thì hãy gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn nha. Rồi xin mời quý anh chị. Đây là xe Toyota Hilux bản 2.8 hai cầu máy dầu nha quý anh chị, số tự động, xe sản xuất 2021. Xe đi được 22.000 km rồi, mang biển số thành phố, màu ngoại thất là màu trắng, rất là đẹp luôn. Xe mới thu về nha, đang trong quá trình làm đẹp, sau đó thì chào bán, chắc khoảng một tuần lễ nữa thì sẽ xong. Xe thì về chất xe giống như xe mới rồi, chỉ có chạy xước nhẹ thôi. Mà những chi tiết trên xe, ví dụ đèn, đèn zin nha quý anh chị. Mặt lăng không có chạy xước gì hết. Rồi đèn bên phía bên phụ nè quý anh chị, đèn zin. Ở đây thì lúc trước về nó có một số vết xước chỗ này nè, bên Thắng đã tiến hành sơn lại rồi, xước chỗ ngay cái ốp này nè. Mâm lốp xe thì dĩ nhiên là mâm lốp zin theo xe rồi, tại vì xe đi được có 22.000 km à, không cần phải thay lốp nha. Xe thì chủ trước mua bên Thắng và đã liên hệ bên Thắng để bán lại vì cũng cần tiền kinh doanh gì đó. Đăng kiểm đường bộ của xe nè, tháng 10/2023 nha quý anh chị, đó là đăng kiểm, còn đường bộ tháng 10/2022. Cửa nẻ của xe liền lạc nha, nước sơn đồng màu, sơn zin 95%. Dòng bán tải này thích hợp cho chúng ta mua về để chúng ta có thể đi gia đình hoặc kết hợp với việc chúng ta có công ty á, hay chở những vật nặng gì đó thì cái thùng xe phía sau rất là tiện ích luôn. Còn gia đình nào mà yêu thích đi địa hình nè, hay là đi cắm trại những cái nơi mà đồi núi cao địa hình gì đó thì có thể mua dòng này. Chúng ta mỗi lần ta đi chúng ta đã để được rất là nhiều đồ luôn. Lắp bi sao rồi, mâm lắp sao rồi quý anh chị. Nói chung một chiếc xe khá hoàn hảo nha. Đây Avenger bản V, bản cao cấp nhất của dòng bán tải Hilux này. Phía sau thì có bốn cái cảm biến. Rồi thùng xe nè, có nắp thùng luôn rồi nè. Xe thì cam kết không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tô đồng hồ quý anh chị. Những cái đó là cam kết rồi. Chúng ta mua hàng, chúng ta mua xe, chúng ta không cần phải lo mấy vấn đề đó. Phía sau thuộc dòng bản này là bản cao cấp cho nên rất nhiều những cái tiện nghi trên xe luôn. Ghế da đục lỗ nè, trải sàn nè, phía sau có cái cổng gió nè, móc để đồ nè. Rồi trần màu đen, có đèn, sau có móc bán đồ nè. Rất là đẹp nha quý anh chị. Thì đối với dòng bán tải mới bây giờ của Hilux thì không biết là nhà máy sẽ sản xuất khi nào luôn, chưa công bố nha quý anh chị. Dự kiến là qua năm rồi. Bây giờ lượng xe mới bây giờ không có nhiều, khan hiếm nguồn xe, cho nên là những cái chiếc xe cũ mà chất lượng như thế này đang là xu hướng của thị trường rồi. Xe này thì nhập khẩu Thái Lan nha quý anh chị. Đây tem nhập khẩu nè, Thái Lan sản xuất 2021. Rồi phía trước xe nè, mọi thứ như mới nha, ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Vô lăng thằng 6 nè, hai chế độ lái, đầu DVD JBL, có hai cái loa trên cái tắp lô, nghe nhạc cực kỳ là hay luôn. Điều hòa tự động, số tự động, rồi hỗ trợ khẳng hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cổng sạc hai bên, đây start up. Dòng cao cấp cho nên rất nhiều những công nghệ trên xe. Xe đi được có 22.000 cây thôi, còn bảo hành toàn quốc đến năm 2024 nha quý anh chị. Xe rất là đẹp, trong khoảng một tuần lễ nữa thì sẽ xong. Quý anh chị ta có nhu cầu muốn coi xe thực tế và lái thử thì liên hệ với Thắng đi. Thắng cho mình lái thử luôn, chúng ta coi chắc xe như thế nào, cảm nhận xe như thế nào. Được thì chúng ta chốt cọc để mua xe này nha. Rồi Toyota Hilux 2.8 hai cầu máy dầu sản xuất 2021 với mức giá chào bán là 1.022.000 nha. Nếu như quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha.